Tai nghe không dây gaming Logitech G733 KDA. Nổi bật với chiếc tai nghe mang lại phong cách KDA với thiết kế trẻ trung, mới mẻ nhưng mang lại kỹ năng điêu luyện giống như Akali. Phiên bản độc quyền KDA được kết hợp âm thanh vòm, công nghệ thông dây Lightspeed và LED RGB Lighting sống động. G733 KDA được sử dụng thêm tai mút hoạt tính với hai lớp mềm mại ôm sát đầu, mang lại sự thoải mái lâu dài khi đeo tai nghe và đặc biệt giảm rõ rệt được âm lượng tiếng ồn bên ngoài. Cực kỳ nhẹ với trọng lượng chỉ 278g, dây đeo mềm mại phân bổ trọng lượng tai nghe hợp lý để giúp bạn có thể chơi liên tục trong nhiều giờ đồng hồ. Công nghệ không dây Lightspeed cung cấp cho bạn thời gian pin lên tới 29 giờ và khả năng kết nối không dây đáng tin cậy với khoảng cách lên tới 20m. Sử dụng di hấp để tùy chỉnh hiệu ứng ánh sáng tùy thích với giải màu 16,8 triệu màu và có thể đồng bộ ánh sáng với các thiết bị Logitech khác. Sản phẩm đang được bán tại các showroom của Hà Nội Computer với chế độ bảo hành chính hãng 24 tháng.